Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng sang một cái câu hỏi khác. Đây là câu hỏi cách phát âm âm o ngắn, đúng không? Thì chúng ta thấy là đáp án A là đáp án đúng, vì ở đây cái chữ O, O trong trường hợp này sẽ đọc là âm O. Thế còn tất cả những cái phương án còn lại để đọc là âm Ờ. Cụ thể này, chúng ta sẽ đọc là common. Common, trọng âm rơi bám tiết thứ nhất nhé. Common. Common là tính từ có nghĩa là phổ biến. Phương án B, commute. Trọng âm rơi bám tiết thứ hai thì đây là động từ nói về việc mình phải di chuyển, đi lại, đi đi về về đó, giữa hai địa điểm. Compact. Compact là động từ nén lại, điện nén đó, mình hay có cái từ đó. Và compute. Compute là động từ tính toán, ước tính. Thì có một cái lưu ý, thực ra không phải lưu ý đâu, nó gọi là mẹo đi. Bình thường trong tiếng Anh thì khi chúng ta có cái nguyên âm á, nếu mà nguyên âm chịu trọng âm thì thường nó viết thế nào mình sẽ đọc như vậy. Còn nếu mà nguyên âm không chịu trọng âm thì thường nó sẽ chuyển thành nguyên âm mềm, âm ờ. Đó, thì đấy là một cái mẹo. Tất nhiên đã gọi là mẹo thì nó không thể chính xác theo kiểu tỷ lệ 100% được, không phải là trường hợp nào mình cũng dùng. Thế nhưng mà chúng ta có thể áp dụng được hầu hết các trường hợp các bạn nhé. Rồi, bây giờ sang đến dạng câu hỏi tiếp theo liên quan đến main stress, trọng âm đúng không nào? Ở đây thì chúng ta thấy là đáp án đúng trong trường hợp này là phương án D. Vì sao? Vì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Thế còn các phương án còn lại trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ ba. Cụ thể này, chúng ta có intermediate. Intermediate là tính từ ngay lập tức, và trạng từ của nó là chúng ta thêm ly đó, intermediately. Documentary. Documentary là tính từ thuộc tài liệu, tư liệu. Chúng ta có reputation. Reputation là danh từ, danh tiếng. Và chúng ta có anticipate. Anticipate là động từ đoán trước, dự đoán. Nên đáp án đúng trong trường hợp này sẽ là phương án D. Rồi, ở đây chúng ta thấy đáp án D trong trường hợp này là đáp án chính xác. Vì sao? Vì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Thế còn tất cả những cái từ còn lại thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Cụ thể chúng ta có exchange, động từ và danh từ đổi, đúng không nào? Invite, động từ mời. Chúng ta có decide, động từ quyết định, decide to do something. Và chúng ta có feature là danh từ, nét đặc trưng. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang dạng bài trắc nghiệm hoàn thành câu. Với câu hỏi đầu tiên thì chúng ta thấy câu hỏi này liên quan tới cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh under. Và đáp án trong trường hợp này sẽ phải là phương án C. Chúng ta thấy Arctic Ocean là tên một đại dương, vì vậy mà chúng ta cần phải dùng mạo từ xác định. Ở đây là the. Trong tất cả các đại dương lớn trên thế giới thì Bắc Băng Dương là đại dương nông nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại cách sử dụng mạo từ the trong tiếng Anh. Thì ở đây các bạn thấy này, được dùng ở rất nhiều nhá. Thế nhưng mà chúng ta để có thể ghi nhớ được thì chúng ta cố gắng ghi nhớ một số những cái gọi là gì nhỉ? Trường hợp đặc trưng thôi. Thứ nhất là dùng trước danh từ nếu danh từ vừa được đề cập đến trước đó. Ý là nếu trước đó đã xuất hiện danh từ đó rồi thì nếu nó được nhắc lại thì chúng ta sẽ dùng mạo từ the. Tiếp theo này, chúng ta sẽ dùng mạo từ xác định the trước danh từ được xác định. Danh từ được xác định là sao? Ý là nó không phải là một danh từ chung chung, nó có thể có đặc điểm, nó có thể có mệnh đề quan hệ. Đó. Dùng trước một tính từ để chỉ một nhóm người nhất định, ví dụ the young, đúng không ạ? Giới trẻ nào. The elderly, đúng không? Người cao tuổi. Dùng với những vật thể hoặc nhóm vật thể được cho là duy nhất, ví dụ như the sun, the moon, đúng không nào? The earth, the sky. Và dùng the trước tên đại dương, đây chính là cái câu hỏi của chúng ta này. Trước tên đại dương, sông biển, ví dụ như là the Pacific Ocean. Tên một số quốc gia có những cái từ như là Republic, Kingdom, States, hoặc ở dạng số nhiều, cụ thể như là the USA, the UK, đúng không nào? The Philippines, thấy không? Trước số thứ tự, the first, đúng không? Hoặc là trước tên nhạc cụ, the piano. Thì đấy là một số cái lưu ý. Trong số tất cả những cái trường hợp này thì có cái trường hợp này là cái trường hợp mà chúng ta cảm thấy là nhiều nhất và khó nhớ nhất. Thì các bạn cố gắng các bạn luyện tập nhé. Chúng ta sẽ không dùng mạo từ the trước tên hồ, tên ngọn núi, tên thành phố, quốc gia, ngôn ngữ và tên các môn thể thao. Chúng ta sẽ không đọc là I play the football, mà chúng ta chỉ là play football. Đó, chú ý. Thì đây là ví dụ các bạn có thể xem thêm. Bạn nào chưa nhớ thì về nhà chúng ta ôn lại nhé. Và cách ôn là chúng ta đừng có học thuộc lòng. Nếu mà chúng ta học thuộc lòng thì chúng ta sẽ không thể nhớ được lâu. Cách ôn của chúng ta là sao? Mỗi ngày chúng ta mở tài liệu ra, chúng ta đọc, chúng ta gấp vào, mở ra, đọc, gấp vào. Mỗi ngày chúng ta cứ lặp đi lặp lại như vậy thì dần dần chúng ta sẽ ghi nhiều kiến thức rất là lâu và chúng ta không bị chán bởi cái việc học lý thuyết ngữ pháp của mình. Đấy là một trong những cách làm thế nào để chúng ta cảm thấy cái việc dở ra đọc rất là thú vị. Thì chúng ta tưởng tượng như chúng ta đang đọc truyện như vậy. Ok, thì đấy là một cách mà mình hay áp dụng để mình cảm thấy cái việc học của mình nó không áp lực. Các bạn cũng có thể làm theo nhé. Rồi, chuyển sang câu khác. Ở đây thì chúng ta thấy là đây là câu hỏi liên quan tới khuyết thiếu hoàn thành. Chúng ta có should have done, should have phân từ 2 á, có nghĩa là lẽ ra nên làm việc gì. Needn't have done something, lẽ ra không cần phải làm việc gì. Could have done something, có thể đã làm việc gì. Và chúng ta có mustn't have done something, chắc là đã không làm gì. Trong câu này thì chúng ta thấy là bạn lẽ ra không cần phải hoàn thành báo cáo ngày hôm qua vì đạo diễn sẽ không cần đến nó cho đến tuần sau. Ở đây chúng ta thấy có cái từ khóa đó là until next week, đúng không ạ? Won't need it until next week, không cần đến tuần sau nên vì vậy đáp án đúng trong trường hợp này sẽ phải là phương án B. Câu tiếp theo. Ở đây chúng ta thấy là câu này liên quan tới mệnh đề quan hệ, nhưng mà mệnh đề quan hệ lại có giới từ đi cùng. Thì chúng ta chú ý này, khi chúng ta sử dụng giới từ cộng với mệnh đề quan hệ thì chúng ta chỉ có thể sử dụng được 2 đại từ quan hệ là whom và which mà thôi. Trong đó whom là dành cho người và which dành cho vật. Ở đây chúng ta thấy danh từ mà nó sử dụng mệnh đề quan hệ chính là environmentalist. Environmentalist là ai? Đây là danh từ chỉ người, đúng không ạ? Nhà môi trường học. Vì vậy nên chúng ta dùng with whom. Đáp án đúng trong trường hợp này của chúng ta sẽ là phương án A. Bạn có biết nhà môi trường học mà tôi đã từng làm cùng không? Câu tiếp nha. Chúng ta có so that, if, such as và as if. Thì đây chúng ta thấy đáp án đúng trong trường hợp này sẽ phải là phương án A. Chúng ta có smoke detector là thiết bị báo khói. Và chúng ta có detect immediately là sao? Báo một cách nhanh chóng, ngay lập tức. Nên chúng ta thấy đây là chỉ mục đích, đúng không ạ? Vậy đáp án đúng trong trường hợp này sẽ là phương án A. Chúng ta có if thì thường dùng ở trong câu gì? Trong câu điều kiện. Chúng ta có such as thường dùng khi mà để liệt kê, ví dụ như là. Và chúng ta có as if dùng với cấu trúc giả định, như thể là, cứ như là. Và câu này chúng ta có thể tạm hiểu là tòa nhà có một thiết bị báo khói nên bất cứ trận hỏa hoạn nào cũng được phát hiện ngay lập tức. Without animals and plants. Ở trong câu này chúng ta thấy có cái cụm là without animals and plants. Thì chúng ta thấy là nếu việc mà không có thực vật rồi không có động vật là một việc làm sao? Hoàn toàn không xảy ra ở hiện tại, nó không có thật ở hiện tại. Nên đây là câu điều kiện loại 2, vì vậy mà chúng ta sẽ chọn hai phương án A và B. Và khi mà chúng ta đặt câu hỏi với be like thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc với what. Vì vậy nên đáp án đúng sẽ là phương án A. Cuộc sống trên trái đất sẽ như thế nào nếu như không có các loài động thực vật? Rồi, câu này là chúng ta thấy là đây là một câu liên quan đến bị động, đúng không? Đáp án đúng sẽ là phương án B. Chúng ta có influence. Influence là ngoại động từ, ảnh hưởng đến ai, ảnh hưởng đến cái gì. Nhưng trong trường hợp này chúng ta thấy không có object. Ngay đằng sau chúng ta chỉ thấy có một giới từ là by thôi, không có object, không có something. Vì vậy chúng ta thấy ngoại động từ mà không có object thì sẽ chia ở dạng bị động. Nên chúng ta chọn được hai phương án là phương án B và phương án C. Thêm nữa này, chúng ta có avoid. Động từ avoid đòi hỏi động từ theo sau phải ở dạng thêm đuôi ing, verb ing. Vì vậy đáp án đúng sẽ là phương án B, being influenced. Và các bạn chú ý nhé, influenced thì khi mà thêm đuôi ed sẽ đọc là âm. Tại vì influence kết thúc bởi âm vô thanh. Đó. Không ai có thể tránh để không bị ảnh hưởng bởi quảng cáo. Rồi bây giờ chúng ta cùng sang câu khác. Ở đây thì chúng ta thấy có cái cụm đó là the first time. Đây là lần đầu tiên mà... Có nghĩa là hành động này là hành động cho kết quả tại thời điểm nói, kéo dài từ quá khứ và bây giờ để lại kết quả tại thời điểm nói. Thế nên là chúng ta sẽ chia hiện tại hoàn thành. Nên đáp án đúng trong trường hợp này là phương án B. Với cái cấu trúc the first time á, thì chúng ta thường được viết lại bằng một cái cấu trúc khác với before. Thì chúng ta sẽ có cấu trúc là Ở đây nghĩa là sao? Giải thích này, trừ 1 before cộng 1 thì lại không có before. Ví dụ chúng ta có, thường hay dùng là this, đúng không? Is cộng với này, số thứ tự này, the first, the third, đúng không? Time. Và theo sau sẽ là phân từ 2, đúng không? Have P2. Cái này cho vào trong ngoặc tại vì chúng ta phải chia nhá. Thì cấu trúc này chúng ta thường viết bằng before. Ví dụ chủ ngữ này, have P2 này, cộng với số lần này, đúng không? Và hay dùng before ở phần cuối. Thì trừ 1 before và cộng 1 rỗng là như thế nào? Bình thường số thứ tự của chúng ta này, đúng không? Sẽ bằng số lần cộng với 1. Thế nếu mà chúng ta trừ đi 1 thì chúng ta ra số lần nên chúng ta sẽ dùng với before, và cộng với 1 thì chúng ta sẽ dùng số thứ tự. Nên với cái câu đây là lần đầu tiên mà tôi ... thì có nghĩa là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm việc gì cả, đúng không? Thế nên các bạn sẽ thấy là như vậy nếu mà với this is the first time thì khi viết lại before thì trong trường hợp này nó sẽ dùng là have never hoặc là haven't. Thấy không nào? Đấy, thì đây là một cái cấu trúc mà các bạn có thể ghi vào. Tại sao chúng ta lại nên học theo cái kiểu là viết lại câu như thế này? Vì chúng ta có thể sử dụng cái kiến thức viết lại câu trong những dạng bài mà chọn câu đồng nghĩa. Đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một câu hỏi khác nhá. My teacher reminded me blah 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 my essay carefully blah blah blah. Thì ở đây chúng ta có một cái cấu trúc rất là quen thuộc liên quan tới động từ nguyên thể, đúng không? Động từ nguyên thể thì chúng ta có dạng là to verb hoặc là dạng không có to, đúng không? Be infinitive. Thì chúng ta có cấu trúc là remind somebody to verb, nhắc nhở ai làm việc gì. Nên đáp án đúng trong trường hợp này sẽ là phương án B. Giáo viên nhắc tôi kiểm tra lại bài khóa cẩn thận trước khi nộp. Đó, rất là dễ. Tôi nghĩ đây là một cái đề gọi là ôn tập dễ cho chúng ta. Tiếp, đây là một dạng câu hỏi liên quan đến từ loại. Chúng ta có the threat of, sau of sẽ là một danh từ. Thấy không nào? Và ở đây chúng ta sẽ loại được phương án C vì C ở đây là động từ. Hơn nữa chúng ta có the threat là mối đe dọa. Mối đe dọa của cái gì thì chúng ta thấy là chỉ có phương án B là phù hợp với nghĩa thôi. Chúng ta có terrorist là tên khủng bố, terrorism là chủ nghĩa khủng bố, terrorize là động từ và terror là sự kinh hoàng. Nên ở đây chúng ta tạm hiểu câu này là ở một số nơi dân chúng phải đối mặt với sự đe dọa khủng bố mỗi ngày. Đó. Đáp án đúng sẽ là phương án B. Câu tiếp theo. Ở đây chúng ta tìm được từ khóa là stadium. Thì những người mà đến gọi là đến sân vận động á, để xem á, thì người ta sẽ gọi là khán giả. Và lúc đấy chúng ta sẽ dùng từ spectators. Thế còn watchers là ai? Watchers là những người theo dõi. Audience là ai? Audience là thính giả, những người mà nghe trên radio á. Viewers là ai? Viewers là người xem truyền hình. Thế còn khán giả mà tại sân vận động thì chúng ta sẽ dùng là spectators. Tất cả khán giả có mặt tại sân vận động đã vỗ tay tán thưởng nhà vô địch giải chạy Việt dã khi anh ấy băng qua vạch đích. Nên đây chúng ta chú ý một chút là cùng một cái nghĩa là người xem một cái gì đó, thế nhưng ở những tình huống khác nhau thì chúng ta lại sử dụng khác nhau nhé. Tuy nhiên đây được coi là một câu hỏi dễ, không khó về từ vựng. Ở đây chúng ta có cái từ khóa đó là unofficial visit, chuyến tham quan chính thức, chuyến thăm chính thức. Và chúng ta có một cái cụm cố định đó là pay a visit. Pay a visit bằng nghĩa với visit. Pay a visit không phải là trả tiền cho chuyến đi nhé. Các bạn chú ý nhé, pay a visit bằng nghĩa với visit. Vì vậy đáp đúng trong trường này sẽ là phương án B, paid, vì đã được chia. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5 năm 2016. Đây là một sự kiện quan trọng cho mối quan hệ hợp tác song phương toàn diện. Câu tiếp này. Ở đây chúng ta có một cái gọi là thành ngữ tục ngữ đi. The last straw là giọt nước tràn ly. Thì trong câu này chúng ta thấy này, fed up with the job, đúng không? Fed up with the job, chán lắm rồi, tôi đã chán công việc, chán ngấy á. Sau đó lại này, work overtime, lại phải làm việc gọi là sao? quá giờ, thêm giờ, ngoài giờ, đúng không? Thì đó như một cái giọt nước tràn ly khiến tôi làm sao? Bỏ việc. Nên đáp án đúng cho trường hợp này sẽ là phương án B. Ở đây chúng ta, với câu này thì chúng ta lựa chọn đáp án đúng là online. Chúng ta có drop somebody online, có nghĩa là viết thư cho ai. Trước khi rời đi Úc, cô ấy đã hứa với bố mẹ là cô ấy sẽ viết thư cho họ ít nhất 1 tuần 1 lần. Đây là một câu hỏi liên quan tới cụm từ, nên đòi hỏi chúng ta cần phải ghi nhớ. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta lại là một câu hỏi liên quan tới phrasal verb, cụm động từ. Chúng ta có từ khóa minor scandal là bê bối nhỏ, đúng không? Scandal đó, tiếng Việt mình gọi là scandal mà giới trẻ hay gọi là scandal đó. Scandal nhé, các bạn chú ý cho là scandal, scandal chứ không phải là scandal nên là scandal đâu, nghe rất là buồn cười. Scandal, minor là bé tí, nhỏ, tiểu tiết. Nên chúng ta sẽ chọn phương án B, bring down. Bring down là giảm uy tín, hạ bệ ai. Chúng ta có take down là tháo dỡ. Bring down là giảm uy tín hạ bệ rồi nhá. Put back là làm chậm lại. Và pull down là phá đổ, lật đổ. Câu này chúng ta tạm hiểu là chính phủ cuối cùng cũng bị một vụ bê bối nhỏ hạ bệ.